welcome back to my channel. Now I get to Ho Chi Minh City. So you can see. Đi tầm mấy em ba ha. Hôm nay là cả cây nha. Hôm nay là nhiên ta không quá. Quá vô vô ăn gà hả? Mấy đồ nhắn thì đây nè. Fuck shit. Đưa đi tắt đường kia hả? Cái đường nhỏ xíu vậy hả? Ủa sao nay là cái đường kỳ ta? Mà đi rủi kẹt xe cái. Thôi đi đừng chính giùm tao cái. Đừng cứ vô có lọt rồi bà vô. Mang qua đó gần ha. Ra mà dừng tập lưng. Giờ có đông đâu mà phải đi đường tắt. Kiếm gì kiếm ha. Cái đường đó. Đi chậm. Cầu Công Lý vui lên cái tới chùa liền nha. À, ngay chỗ cầu đó hả? Ừ. À, là
cứ phải đi thẳng riết vậy hả? Ừ, cứ chạy thẳng riết vậy. Thôi ra ngõ này luôn hả? Thôi đi về ra ngõ này luôn hả? Ừ, về ngõ này luôn cũng được. Trường hợp này mấy cái đường này mày biết nha, mấy nào cũng chạy mà. Mấy nào? Mấy chạy xe ráp đồ, taxi đồ, chị xe ôm đồ. Tắt đó không? Ừ, tắt. Vậy mày đi vậy không? Mày chở, thí dụ không có chỗ gửi xe, mày kiếm cái chỗ này trống mày đậu xe được chứ hết anh ha. Hên xui à? Thì được, Tết thì đậu được. Đây nhìn đã ha. Đây nhà dân đường ta nhiều nè, cầu vừa quá chừng nè. Đây quá thành cầu luôn nha. Cầu gì vậy ta? Cái cầu mới mới tinh nè. Đây là đường Hoàng Sa, đường xa. Ờ, mát ghê. Cây quá trời cây. Mát mà ít. Sát xong. Mới lạnh, có mày lạnh nè. Đường này mát thiệt, cây lớn này chụp hai bên mát rượi luôn. Kiểu cái kiểu ở nhà này cũng cổ ha, giống kiểu miền Hoa vậy ta. Trường Cao Đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Sun the River. Cái chùa bên đó là chùa gì vậy ta? Chỗ nào sao đông biết ta? À cái chùa kìa. Sao giờ đông dữ ạ? Chùa đồ quá. Trời ơi, chắc kẹt danh nữ. Này gửi xe ở đây hả gì? Cái này chắc chùa nè, nó ta đi chùa đó. Chùa này chùa gì đó. Không có kẹt, không có kẹt. Tự nhiên cái xe đậu ngay đó thì chỉ ta. Sao chịu đi mà đậu nó. Mấy cái chỗ này nó mát thế mà, có
hết rồi. Không có bạn đậu xe ở đây được nha. Hai con quẹo xuống đây con đậu lên đâu. Cứ chở lên trển đi. Ra tôi sợ lên trển đông lắm nha. Có đi bộ xa không? Ở ngay chùa. Có chùa kìa. Thôi vậy mày mày đậu ở dưới đây nè. Lẽ ta đâu ta còn ý kiến hả? Kẹt đó. Chứ hồi là lên đường này nè. Đường lên đường này. Đó, kẹt ngay chùa đó, lên lên thả tao bả đi bộ. Có cầm điện thoại theo không? Này đâu có ngừng được đây hả? Quẹo lại đi đập cái xe này nè. Xong rồi đi mãi ở đây tụi này xuống đi bộ xuống gì cũng được. Đi bộ xuống phía bên kia cầu nha. Ờ là phía bên kia cầu. Bên kia cầu nào? Bên kia hả? Cầu ở bên kia đó. Nó không qua đường. Đây đây đây, gần chạy trở đầu rồi kìa. Thấy trên đó có chỗ gỡ xe không, gỡ vô chùa luôn. Không, mệt lắm. Cái chùa mà mệt gì mấy. Nắp đi có là gỡ xe cho khách nha. Mệt lắm. Vậy đặt mệt đó. Cái lá này trống nha. Cái này nè, quẹo kia kiếm chỗ quẹo đi. Đó, tắp vô đây nè. Đây cái gì mà treo cờ nhiều dữ ta? Ok. Đây đó. Mami. Mami. Xe nhỏ mà quăng mà xuống. Ờ. Thôi cái xe này đậu dưới á. Đậu ngay không cống. Giọt xuống đi bộ thôi. Mày đem nó hỏi gì không? Mày bỏ hỏi đây. Mày biết số tao không mày? Tao điện không mất máy không mà. Biết không? Mày cầm số cầm điện thoại mày theo luôn đi mẹ. Ngồi con hai hết pin điện không được á. Danh nhà hao quá nhiều tụi đi qua phần kia đó nha. Chở đâu mà đậu xe đâu vẫn đi. Trời chứ đậu ngay này đi mình xuống cái nó đi đâu nó đi. Dục này chứ mẹ. Okay, cái xe này đậu đi lên chùa nè.